Sáng ngày 6 tháng 10, Liên Hiệp hội về Người Khuyết tật Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng chủ trì tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đối với Bộ Chỉ số Đầu ra cho điều tra quốc gia về khuyết tật, một nội dung hướng tới điều tra quốc gia người khuyết tật năm 2023 của Tổng cục Thống kê. Điều tra quốc gia về người khuyết tật năm 2023 là cuộc điều tra thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia. Đây là lần thứ hai cuộc điều tra quốc gia người khuyết tật được tổ chức tại Việt Nam, lần đầu được tổ chức vào cuối năm 2016, đầu năm 2017. Hội thảo là dịp để các cơ quan hữu quan của Việt Nam và đại diện các tổ chức quốc tế chia sẻ, đóng góp ý kiến, xây dựng phương án điều tra, áp dụng các quy chuẩn quốc tế. Thông tin là sức mạnh. Năm 2016, chúng ta đã có một cuộc điều tra về tình hình người khuyết tật tại Việt Nam. Từ đó tới nay đã 6 năm và tôi nghĩ đã đến thời điểm chúng ta cần cập nhật thêm. Việt Nam có thể áp dụng các chỉ số trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật cho bản điều tra vào năm 2023 này. Cái số liệu nó sẽ làm căn cứ để xây dựng chính sách. Số liệu mà không chuẩn thì xây dựng chính sách cũng sẽ không chuẩn và nó sẽ không đi vào cuộc sống thông qua các cái chính sách rồi các cái chương trình, các cái đề án hỗ trợ mà chính phủ đã ban hành. Người khuyết tật những năm gần đây về đời sống cũng như là tinh thần ấy cũng đã được cải thiện rất nhiều. Các cái quyền như là người khuyết tật được tham gia học nghề, thế rồi là được khám chữa bệnh, rồi là được học giáo dục hòa nhập. Kết quả cuộc điều tra là căn cứ quan trọng phục vụ cho công tác lập kế hoạch, chính sách pháp luật về người khuyết tật, giúp hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững SDG liên quan tới người khuyết tật để không ai bị bỏ lại phía sau.